Khán giả bức bình, đồi tẩy chay khi Gạo Nếp Gạo Tẻ kéo dài lên đến 109 tập. Bộ phim gia đình Gạo Nếp Gạo Tẻ thời gian qua đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và đứng thứ hai phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất năm 2018. Cách đây không lâu, đạo diễn đã lên tiếng xác nhận, đã chỉnh sửa lại và có cái kết khác với phiên bản Hàn kéo dài 100 tập. Tính đến thời điểm này thì bộ phim đã đi tập thứ 97 và chuẩn bị hạ màn. Chiều 18 tháng 12, phía nhà sản xuất xác nhận với truyền thông, phim sẽ kết thúc ở tập 109 thay vì 100 tập như trước đó. Lý giải về vấn đề này, biên kịch đạo diễn Hoàng Anh chia sẻ, Gạo Nếp Gạo Tẻ vừa quay vừa phát, trong quá trình đó nhà sản xuất luôn luôn lắng nghe, theo dõi những ý kiến tương tác của khán giả dành cho bộ phim, do đó độ dài của phim phải được điều chỉnh liên tục cho phù hợp. Biên kịch đạo diễn Hoàng Anh cho biết thêm, thực tế là làm phim có rất nhiều vấn đề chuyên môn, không thể đột nhiên thêm bớt nhân vật hoặc thay đổi cái kết ngay được. Cần phải có quá trình dẫn dắt câu chuyện, kết nối và sắp xếp một cách hợp lý nhất về tình tiết, tình cảm của các tuyến nhân vật. Sự thay đổi một tuyến nhân vật này sẽ dẫn đến sự thay đổi của rất nhiều tuyến nhân vật khác. Vì lẽ đó mà độ dài của bộ phim đã được điều chỉnh thành 109 tập và hy vọng là khán giả sẽ hài lòng với cái kết của bộ phim. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra khá bất bình vì nhà sản xuất liên tục tung hỏa mù ở những giây phút tưởng chừng là phim kết thúc. Cụ thể, có một số khán giả khó chịu bình luận rằng, khán giả mà bị dắt mũi đi vòng vòng như vậy sao? Phim hết hay rồi, nói bao nhiêu tập thì kết đi, ai đâu ở không mà theo dõi hoài, uy tín cả đoàn phim, đừng tưởng khán giả ủng hộ rồi kéo dài hoài được, nhảm. Quay khán giả vậy, nhà đài vui không? Dù thế nào đi chăng nữa, không thể phủ nhận công sức mà cả đoàn phim đã cố gắng để mang đến một cái kết hợp lý đúng thời điểm nhất. Phim còn là bộ phim truyền hình duy nhất có nhiều đề cử tranh cãi nhất Mai Vàng 2018. Các diễn viên cũng được đề cử nhiều hạng mục giải thưởng về điện ảnh. Hãy theo dõi lịch phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần để xem lần này ekip Gạo Nếp Gạo Tẻ có giữ đúng lời hứa cuối cùng với khán giả hay không nhé.